Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một con OEM Sung. Hôm nay OEM Sung sẽ được mang sang Trung Quốc thi đấu vào buổi sáng ngày hôm nay rồi. Và đến tối nay thì sẽ có kết quả, và nếu tối nay có kết quả thì mình sẽ cập nhật cho anh em xem nha anh em nhé. Anh em nếu mà cảm thấy kết OEM Sung mà háo hức hóng OEM Sung thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo, và đừng quên like và chia sẻ cho mình nhé. Xin chào tất cả anh em.